Dạ xin phép anh em nha. Thì bữa nay là em xin giới thiệu một bộ nè. Cái này là một bộ nguyên zin của thằng Suzuki luôn. Trước mắt anh em đây là Yamaha. Máy này em mới lấy về hàng Nhật Bản, chưa có qua rửa luôn. Còn tem bugi chính hãng của em nó luôn nha. Dạ. Đây. Thì cái mã bugi xài cho cái dòng máy này. Thì đây là cái ưu tiên của nhà sản xuất thôi. Còn đây là thông số. Z500. Con này thì 500cc nha anh em. Dòng tua cũng cao lắm á. Thì máy dắt kia là số dòng cua đều cao nha. Đây hộp điện Gle sạc trong đây. Còn đây bình sân con. Thì cái máy Yamaha 30, máy Yamaha 500 này á thì nó y chang cái con Yamaha 30 ngựa. Yamaha 30 ngựa chạy cái chân dịch á, mấy cano 30 ngựa. Anh em nhìn cái đầu bò này, anh em nhìn anh em biết nè. Rồi nhìn vòng vòng cái dàn lóc này nè. Cái bô này nguyên cái chụp đằng sau này luôn nè anh em. Là nó như là lấy một cái form của thằng cano luôn. Tại vì cái máy này để xuống được nè, cái bô thì nó nằm đây, cái đuôi cano thì nó nằm xuôi xuống. Cái máy này dựng úp xuống thì nó sử dụng cho máy cano luôn. Không biết là cái máy ốc này chắc cũng ná giống nhau anh em. Chứ nó không phải là nó bên hông qua, mà nó ở đằng sau xuống y chang mấy cano. Đây đằng sau xuống. Thì đời này là ngoại lệ nha anh em. Đây cái chụp bô à, nguyên khúc này là bô nè, để lồ xuống sau. Ốc zin hết nè, chưa tháo con nào hết. Rất là đẹp. Thì đi chung với nó thì có bộ dép nha. Đây còn rất là nhẹ nhàng, quay rất là êm luôn. Yamaha đây. Đi chỗ khác. Thì cái bộ này thì cái bộ vít trong thì đường kính nó là 110mm nha anh em. 110mm. Đây. Thì đây có ổ đạn. Có đạn nuôi mỡ bò nhất này, anh em bơm vô đây. Đây thì có cao su nè. Nguyên cái bộ luôn. Đây nó còn ba chấu. Thì nếu mà anh em chế vô mấy chiếc cano hoặc là mấy chiếc mini jetboard á thì anh em phải cắt khúc này. Anh em muốn giữ zin á, giữ khúc này lại, cắt lắp khúc này, hàng cái gani lại đây hoặc là bao gani mới dồn tới đây luôn nè anh em, cho nó ngắn cái khúc này lại. Nó tầm khoảng mà cái này tầm khoảng ba mấy, hơn 35. Anh em gòn lại thì nó gọn, cái cục này là nó còn nằm tới đây, nên xe gọn cái vỏ mình thì anh em dòn nguyên khúc này ra tới ngoài sau luôn, dòn tới ngoài sau thì anh em làm nguyên cái dàn, nó còn cái lược đằng sau, cái miếng để mà lót luôn á, nó hỗ trợ cho cái này. Còn đây thì cái này anh em xem cũng quá nhiều anh em biết ha, thì nó sẽ có một cái đường nước vô, hai đường nước vô, nước này vô để nó búng trời, chạy nó búng lên, còn đường nước lớn là đường nước này. Nó sao nó có nước bơm thì nó biết là khi mà cái khúc này mình ví dụ đây là 120, ở đây nó còn 90 hoặc là 80 thì nó ém, nó nén thì bắt buộc nó phải dồn nước gì đây. Và đồng thời á muốn dồn nước gì đây á thì cái bộ này thì nó không có cái ống hút, thì em chế cái ống hút như này, khi mà nước đi á nó sẽ kéo theo lượng không khí đi theo này, thì em đồng cái ống hút đây nè, trong vỏ này có hô nước thì nó hút ra luôn, hút xuôi này ra, cái xuôi heo này ra hút nước. Đây nè, ở đây chân dịch nhôm này còn rất là đẹp luôn nè, quay ha, không có cái sọt sẹt, bộ này đang dùng mà nè, lắp rất là đẹp, không có dấu mà cạy mở, chân dịch còn rất là đẹp luôn, chưa bị mẻ anh em, nên cái màu sơn zin luôn á, đây này thấy không đó, để cũng bày kỹ rồi. Rồi đây. Đây nè. Chắc này nè. Cái này dùng cho máy 30-40 ngựa là đúng ba game luôn. Thiết chế cano từ 2,5m đến 4m. 4,5m đổ lại là ngon. Hợp lý. Còn bán anh em nguyên bộ Z á thì bộ này thì nó có luồng sẵn, tại vì nó là luồng rời. Còn mấy bộ mà luồng liền á, nó dính trong vỏ rồi á. Thì á bắt buộc là mình phải chế cái luồng inox ngoài. Còn đây là cái đầu guti,
để ở đây nè, nó có cái bát, ở đây có cái bát, cái đầu tròn tròn này để nó chụp cái đầu vô đây này, thấy không, chụp đầu vô cái để nó lái quay lại á. Thì mình sẽ đưa cho này một cục dây dài, dây mẫu thôi, dây dài thì tầm 3,5 m, 4 m, 3 m, 5 m cũng có luôn. Rồi thì ở trong đây á, cái bình xăng con này thì cũng dễ hiểu lắm nè, thì nó xài cơ cấu luôn, thì một đường xăng vào, một ống hơi, thì cái bơm hơi này hơi liền, từ một cái đường xăng vào, một đường xăng ra, còn mấy ống này á, thì mấy ống nuôi nhớt, ha, chạy nút từ xăng con này lên, nuôi bật đạn. Cúp đề này cũng gọn lắm nè, xài cúp đề chung với thằng Kawa 550 á, đây cái chặn bô dưới nè, cúp này là bô này nè. Rất là gọn, đẹp lắm. Một bộ là bộ chuẩn luôn á. Anh em mà cần xài thì alo mình, mình để bộ này cho anh em nè. Ở đây chiếc cano 4,5 m nè, là mình đang làm gian vỏ thôi. Chiếc này trước thì đặt máy âm, cái này là mình tháo cái lường ra. Cúp sau đó thì mình úp lại cái bộ dép, đang chạy cái Kawa 650. À nè, cái mùi bộ. Thì đây hệ thống lái, thống lái chế đơn giản thôi nè, không cần gì cái cột kia đâu, làm biến chế vô lăng thì chế nguyên cái bộ hồ dinh nó qua. Tối này cũng không có đề chạy nghe, nó hơi ồn. Thì mình cũng chưa test mắt bít nữa, thì không gài Lubu làm đồ cho anh em quá cũng chưa. Giờ này chân nền nó vẫn xài như dinh ha, chẳng đi cơ cấu là cao su, chống rung cao su hết, phải đi vậy nó mới im được. Còn anh em làm cái nền á mà nó liền quá thì chạy nó rung nó xé từ từ, cái vỏ mình nó cũng không im nữa. Đây ấp xuống vậy nè, xài cao su nó ghim luôn, nguyên bộ ghim dây gà nè, dây gà nè, thấy không, đây làm biến mình chẻ nó ra, thành ra nhìn nó là cái mốt nó xấu đại không xa đó. Đầu nhà mà bình thì bình 12 v, thường thì xài cả 9 12 A hay là 24 20 A cho nó lâu. Còn đây cái đồng hồ mà đo thời gian sử dụng, không xài thì nó tắt, trên xài thì nó báo thời gian mình sử dụng thôi. Đây đầu guti nãy nè, nó có cái đầu tròn trên đây để nó ấy nè, để được anh em mua đồ mình với mua đồ bên mình á, bộ Z thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tận tình những vấn đề tháo lắp, lấy lận lấy thận hay lấy nghịch ha, lát sau lấy thận lấy nghịch nhẹ nhàng ha, nó không bị ấy, xài thì phải lâu dài nè, thì vậy thì nó cũng vậy, thằng này cũng xài, nhưng mà này á cái đầm dích kia của nó thì xài cái bơm gời, đây cái bơm gời chứ nó không xài bơm liền, bơm gời thì ống xăng vô ống xăng ra thôi, cái đầm này thì da bơm đây, da cái da tu xăng đây, không có da không có bơm xăng, rồi nó là vậy, nó phải xài cái bơm gời ở ngoài lọc xăng, bơm xăng tay. Thường á tỷ lệ anh em pha cái máy hai thì này á thì anh em nhớ giùm mình là mình hay cái tỷ lệ này mình chia sẻ cho anh em là tầm khoảng 25:1, là 25 lít xăng 1 lít nhớt là cái tỷ lệ nó chuẩn. Còn anh em mà muốn chạy mà tốc độ một xíu thì anh em giảm cái lượng xăng, giảm lượng cái tăng cái lượng xăng lên là còn khoảng 28-30 gì đó là chạy rất là cái máy rất là thét. Cái tua nó có đó nhưng mà nó hơi tổn độ thôi anh em. Cái gì có mặt lệ em phải thôi, mình đang tháo bộ dây ra mà để mình fit lại cái vấn đề nè. Bây giờ cái nước đề 3 với mà cái hậu của nó, đây cái bộ dây này là bộ dây của thằng 101, 102, qua con máy 50 ngựa này nó đang bị lút quá, nhẹ quá, thành ra bây giờ mình phải fit lại là làm sao cho nó vừa có đề vừa có hậu. Bây giờ nó có đề nó không có hậu, lên cái hậu rồi nó lút, nó tè cái máy quá, tè máy quá thì nó ăn xăng. Cái máy này á bây giờ anh em phải hạ nó về, bây giờ làm tua max speed của nó là 6.000 6.000 6.700, thì anh em phải fit nó về sau tầm khoảng 5.800 6.000 tua là cái lực máy nó vừa, còn anh em chạy thay thác hết là cái máy mình chịu không nổi, nó lút với năng xăng lắm. Con này á nó sẽ khác với mấy dòng chữa cháy là nó có lưỡi gà ở đây, bộ phận lưỡi gà là cái vàng vàng đây nè anh em, anh em thấy cái này vàng vàng nào, là cái bộ phận lưỡi gà để khi mà đóng ngắt xăng á nó không cho xăng xuống nữa, khi đóng ngắt xả ra cái chu trình hoạt động nó, khi mà nó xả ra thì cái lượt gà này á nó sẽ bớt cho cái xăng dư nó ra, khi mà cái tông nén xuống thằng lưỡi gà nó đóng lại, tại nó giống như cái mỏ dịch này, dòng mỏ gà này đó,
khi mà anh em cho xăng vô, cái lúc mà bê tông nó lấy xăng á, thì mở ra đây, nó có miếng thép mở ra, khi mà cái bê tông nén xuống thì đóng lại, hạn chế cho được cái lượng xăng bị ội ra được từ bình xăng con á nè, với mà thoát ra từ đường bô. Khi lúc mà nó vừa nén xuống nó xả ra thì cái van này đóng lại luôn, đồng thời không cho cái xăng trong bình xăng con xuống đường, cái đường xăng nạp vô, không cho đường xăng con xuống đường nạp vô, nó thoát ra ngoài. Nói chung cái này mình sẽ có clip mình nói rõ, tại vì cái clip này nó hơi dài, thành ra mình sẽ nói vui vui cho anh em nghe để bổ sung thôi ha. Thì bữa nào mình sẽ nguyên một cái máy mình tháo ra, mình sẽ nói từng cái của nó. Thằng có lưỡi gà lợi ích gì, thằng không có lưỡi gà lợi ích gì, thì nói chung cái có lợi có hại thôi anh em. Thường thì có lợi thì nhiều hơn, thằng có lưỡi gà thì ít ăn xăng hơn, máy đề ba tốt hơn, nhạy nổ. Còn những chuyện khác thì mình xin hẹn anh em video sau nha. Nhưng khi nãy giờ nói nó hơi nhiều quá, nhưng khi nó lộn lời, nó ấy thì nên thông cảm. Thì đây là bộ vest của thằng Kawa 700. Đây, trang dịch inox. Cái gà 150 phải chạy dịch bên lớn đây mới đã nè. Thì thằng này thì nó có qua lái qua lại với mà bên lên bên xuống. Thì để mình làm chiếc này xong đi, rồi mình làm hoàn thiện mình test cho anh em. Làm cái thùng đẩy xuống cho nó gọn rồi, làm này kia cho nó đàng hoàng ha nè. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Lâu quá không tâm sự. Thì lên clip này có gì nó sai lầm, có cái gì nó quá thì mong anh em bỏ qua. Thì nhân dịp này thì mình cũng có giới thiệu anh em là mình có làm bình xăng con nha. Mình làm rất là nhiều ga dẹp, bông mai, cả chân dịch luôn. Cả chân dịch cho anh em luôn. Thì đồ mình làm thì có bảo hành cho anh em. Có lỗi hay cái bị vấn đề á thì là mình có fix lại, hoặc là mình đổi cái khác. Đây bông mai cây dẹp là mình canh ha, mình sẽ thử trên mấy nhà trước, ngọt ngào ok hết thì mình mới đưa cho anh em xài. Còn cam á thì đây vẫn là mài cam cho anh em đây nè. Cam thì mài cho anh em. Anh em mà ủng hộ mình thì có gì alo nha. Số điện thoại mình là 0944133583. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một năm mới vui vẻ, an lành, nhiều sức khỏe nha anh em.